OK, xin chào mọi người. Hôm nay mình xin phép chia sẻ nhanh các bạn chiếc máy xay cà phê phiên bản 021 rất là hữu ích dành cho những ai yêu thích uống cà phê espresso tại văn phòng. Chúng ta có thể sử dụng cho quán cà phê dạng vừa và nhỏ hay là các quán take away, quán vỉa hè, rất là tiện lợi và thông dụng. Một chiếc máy xay cà phê tầm trung. Đây là chiếc máy dạng auto on demand, dạng tự động các bạn. Một chiếc máy xay cà phê để bàn, trọng lượng chỉ với 5,5 kg, rất là nhỏ gọn. Dạng máy xay cà phê lưỡi phẳng. Chiếc máy xay phiên bản 021 thì có 3 màu sắc, màu đen, màu đỏ và màu bạc dành cho chúng ta lựa chọn. OK, khi mở hộp sản phẩm thì chúng ta sẽ nhận được một chiếc máy chủ phiên bản 021 màu bạc đây, và một cái hopper lên đến 1.000 ml, đựng tối đa có thể tới 500 g hạt cà phê, và đi kèm với nó là một cái cọ để vệ sinh, và cùng với nó là một quyển sách hướng dẫn sử dụng. Điểm đầu tiên của phiên bản 021, đây là chiếc máy xay cà phê auto on demand tự động hoàn toàn, và phiên bản nâng cấp của phiên bản 0020. Ở đây chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển bằng phím cơ nha các bạn, phím bấm. Với chiếc máy xay cà phê phiên bản 021 này, lưỡi dao của nó sẽ bao gồm 19 cấp độ xay đây. Khi các bạn chỉnh, chúng ta nhấn vào đây và chúng ta sẽ xoay các cấp độ để chúng ta có thể lựa chọn được cấp độ xay. Đây là chiếc máy xay cà phê sử dụng với tay cầm, rất là tiện lợi cho những ai pha máy espresso. Ở dưới đây nó sẽ có một cái phần giá đỡ. Thì đây, giá đỡ đây cũng rất là cứng cáp, chúng ta có thể sử dụng với mọi tay kích cỡ tay pha luôn, từ 51 cho tới 58 mm. Cổng xả thì được thiết kế dạng nghiêng 45 độ như này. Thì khi mà chúng ta xay cà phê, nó sẽ không bị văn bắn tung tóe. Bên tay phải này nó sẽ có một cái công tắc để chúng ta bật tắt khi sử dụng. Và bên trái của chiếc máy xay cà phê, đây là cầu chì để bảo vệ tự động ngắt khi mà chúng ta sử dụng chiếc máy quá nhiều. Thì để lắp đặt máy, lắp đặt cái hopper này vào rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần nhấn từ trên nhấn xuống, đẩy thẳng xuống là xong. Thì ở bên tay trái này đây, đây sẽ có một cái thanh gạt. Khi mà không sử dụng máy, chúng ta chỉ cần gạt thanh gạt vào bên trong là phần ngăn cách giữa cả hạt cà phê và lưỡi xay, chống môi trường không khí bên ngoài chui vào bên trong, bảo quản cà phê được lâu hơn. OK, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập, cài đặt các cái phím điều khiển ở trên máy xay cà phê 021 này. Cái bảng điều khiển của nó là bảng điều khiển, ở bên này là thông số thời gian, ở bên này là thông số nhiệt độ nha các bạn. Để thiết lập cái thời gian chế độ 1 ly, chế độ 2 ly hoặc là chế độ manual, tức là chế độ chúng ta muốn tắt chỉnh tùy ý của chúng ta. Ở chế độ 1 ly chúng ta muốn thiết lập nó, chẳng hạn chúng ta muốn thiết ở tầm khoảng xay 1 ly espresso tầm khoảng 12 giây đi. Đây là thời gian nha các bạn. Chúng ta bấm nút set này. Sau đó chúng ta chọn chế độ 1 ly. Thì lúc đầu mình đang để chế độ 13 giây. Ví dụ mình muốn thiết lập nó ở 14 giây. Rồi. Khi nó đang nhấp nháy như này, chúng ta bấm nút set một lần nữa là chúng ta đã chọn xong chế độ xay 14 giây. Thì chúng ta bấm một nút này, nó sẽ chạy hết 14 giây và nó tự ngắt cho chúng ta luôn. Rất là tiện lợi. Tương tự như vậy, đối với thiết lập cho 2 ly thì chúng ta chỉ cần bấm nút set, chọn khi nó nhấp nháy chọn chế độ 2 ly thì mình đang thiết lập ở 17 giây. Ví dụ mình muốn tăng lên 18 giây. Rồi. Sau đó mình bấm tiếp nút set, thì bây giờ lần tới mình chỉ cần bấm một nút 2 ly này, nó sẽ xay đủ cho ta 18 giây. Rất là tiện lợi. Còn về phần manual này, các bạn bấm một lần thì nó sẽ xay 30 giây đổ lại cho các bạn. Nha. Khi nào chúng ta muốn dừng, bấm lại lần nữa nó sẽ dừng. OK, về cách tinh chỉnh cấp độ xay cho chiếc máy xay cà phê 021 này, chúng ta chỉ cần nhấn cái nút màu đen này, nhấn xuống giữ nó và chúng ta xay theo cái cấp độ chúng ta lựa chọn. Thì ở máy xay cà phê 021 này có 19 cấp độ xay. Chúng ta xay theo chiều cùng chiều kim đồng hồ nhé. Thì chúng ta sẽ tăng cái mức cấp độ xay lên, tức là lúc này hạt cà phê xay ra nó sẽ thô hơn, hạt nó sẽ to hơn. Còn chúng ta khi chúng ta xoay ngược chiều kim đồng hồ, cấp độ xay sẽ nhỏ dần và bột cà phê xay ra nó sẽ mịn hơn. Thì thông thường ở mức pha chế espresso chúng ta thường sẽ sử dụng ở cấp 3, cấp 2 và cấp 4 tùy theo cái độ rang cà phê của chúng ta. Ví dụ chúng ta cà phê rang đậm thì chúng ta chỉ cần xay ở mức cà phê thô thôi. Nhưng khi mà chúng ta xay cà phê rang nhạt, chúng ta có thể xay ở mức cà phê thấp hơn tùy theo gu của mỗi người, chúng ta lựa chọn cái cấp độ rang cà phê đó. Thì để tinh chỉnh được cái cấp độ xay sao cho phù hợp với cái cà phê của chúng ta. Chúng ta thông thường thì chúng ta sẽ để ở mức 2 đầu tiên này. Mức 2, mức 3 đầu tiên này. Đầu tiên mình sẽ có một ít cà phê đây. Một ít cà phê hạt đây. Chúng ta sẽ đổ vào. Mình sẽ tinh chỉnh ở mức 2 trước để các bạn có thể dễ dàng quan sát. Đây là chính là điểm căn chỉnh này, cái mũi tên màu đỏ này các bạn. Rồi, để mức 2 trước chúng ta sẽ xay cà phê ra. Đây là cà phê khi xay ra này. Cà phê xay ra nó bị bón cục như này. Mà khi mà chúng ta biết là cà phê xay ra bị bón cục ấy, tức là nó đang quá mịn và pha thì sẽ bị quá áp. Cho nên chúng ta sẽ cần phải căn chỉnh cái cà phê của chúng ta, nó không bị bón cục nhiều. Đó, thì chúng ta chỉ cần chỉnh mức cao hơn bằng cách xoay ngược chiều kim đồng hồ nhé các bạn. Lên mức, nhấn vào đây đã. Xoay lên mức cao hơn, mức số 3 thử đi.
Rồi. Rồi. Sau đó mình sẽ bấm xay ra. Với tình trạng như này chúng ta thấy là nó sẽ đỡ bón vón cục hơn và cà phê nó sẽ mịn hơn. Này, các bạn thả ra này. Với kích cỡ là tầm khoảng như hạt muối các bạn. Muối ăn ấy. Ok. Thì cà phê xay ra nó sẽ đỡ với vón cục và chúng ta sẽ pha cà phê với cái mức độ mịn ở mức cấp độ 3 này là vừa. Còn nếu chúng ta xay ở mức cấp độ 4, mình sẽ chỉnh máy xay về cấp độ 4 này. Rồi, xay ra. Rồi, sau đó mình sẽ bấm nó xay. Đây, các bạn thể thấy. Cà phê xay ra nó hạt sẽ nó thô hơn một chút. Ở cấp độ 4. Và nó sẽ không bị vón cục. Nhưng mà khi mà chúng ta pha mà nó sẽ không đủ áp từ 93 tới 123, gọi là under extraction, tức là pha thiếu áp thì cà phê nó sẽ loãng hơn. Cái lượng grama nó sẽ ít hơn. Nên là chiếc máy này rất rất là tiện lợi ở chỗ là chúng ta có thể tự căn chỉnh được sao cho phù hợp với cái cấp độ pha của chúng ta. Đó. Thì thông thường đối với cà phê rang medium mình sẽ để ở mức số 3 đối với chiếc máy xay cà phê 021 này. Mình sẽ tinh chỉnh lại ở mức số 3. Sau khi lần đầu tiên sử dụng, khi mà đã tinh chỉnh được cái cấp độ xay theo với ý muốn của chúng ta thì chúng ta chỉ cần lắp upper vào và sử dụng thôi. Rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh chiếc máy xay cà phê này. Thì để vệ sinh chiếc máy xay cà phê này chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta phải tắt điện cho máy này. Rồi, sau đó chúng ta tháo phần hopper ra. Khi tháo được phần hopper rồi, để mà vệ sinh cái lưỡi xay của chiếc máy xay cà phê 021 này thì chúng ta chỉ cần xoay lưỡi dao này này, chúng ta xoay theo chiều kim đồng hồ nha các bạn. Xoay hết cỡ nó, nhấn giữ nút màu đen này. Rồi, khi mà chúng ta xoay hết cỡ ra, chúng ta sẽ tháo được cái lưỡi xay ra. Thì đây chính là lưỡi xay của máy. Chúng ta sẽ vệ sinh cái phần này bằng cách là chúng ta dùng cái cọ này, chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ phần này. Vì chúng ta ví dụ như cà phê của chúng ta có dầu mỡ các kiểu thì nó sẽ bị kẹt ở đây. Đó. Mà chiếc máy xay này lưỡi 60 này rất khó bị kẹt nha các bạn. Nếu chúng ta sử dụng cà phê rang mộc 100% thì rất khó bị kẹt. Chúng ta vệ sinh sạch sẽ cái phần này. Còn để vệ thay lưỡi dao thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta chỉ cần vặn hai cái ốc vít này và thay cái lưỡi dao nó vào thôi. Đây là lưỡi dao 60mm flapper. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn cách lắp lại thôi. Lắp lại cũng rất là đơn giản. Bằng cách là khi sau khi chúng ta vệ sinh xong các bộ phận lưỡi xay này cũng như là lưỡi xay phần dưới, thì sau đó thì chúng ta sẽ đặt đúng khớp của lưỡi xay vào bên trên mặt mà máy chủ. Sau đó chúng ta nhấn nút màu đen này, tương tự như vậy. Và chúng ta sẽ xay chiếc máy lưỡi xay này ngược chiều kim đồng hồ để nó vô khớp lại. Đó. Vừa xay chúng ta vừa nhấn cái nút này để chúng ta xay hết cỡ, vặn hết cỡ nha các bạn. Từ từ chậm rãi thôi để tránh bị trờn ro của lưỡi xay. Rồi, bắt đầu nghe tiếng cách cách rồi. Chúng ta cứ vặn hết cỡ. Rồi, sau khi mà chúng ta không vặn được nữa. Đây, các bạn thấy không vặn được nữa. Tức là hai cái lưỡi xay này nó đang chạm nhau. Đã chạm nhau rồi. Đây là mức số 0. Thì chúng ta nhấn giữ nó và điều chỉnh về cấp độ mà chúng ta muốn xay ban đầu. Thì thông thường mình sẽ chỉnh ở mức số 3 đối với hạt cà phê rang medium. Đó, tương tự như vậy. Lắp vào, hopper vào. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong chiếc máy xay cà phê 021 này rồi. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ Gia Dụng HTG nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.